Rồi, xin mời Nam Phong. Dạ, em chào anh Bằng, chào các anh chị em diễn đàn, chào anh bạn mới Hải Vũ. Thì hôm nay cái ngày 2 tháng 9 của mình thì nó đã qua rồi, nhưng mà nó động lại rất là nhiều cái hình ảnh đẹp về đất nước, con người, rồi về chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà em ấn tượng nhất đó là cái hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng nó phủ kín cái tòa tháp cao nhất thế giới ở Dubai. Đó là một cái hình ảnh rất tuyệt vời, rất ấn tượng, chứng minh một điều rằng Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, đặc biệt là những cái nước tư bản đó, họ nhìn mình với con mắt khác. Cái tầm ảnh hưởng, cái vị thế của Việt Nam mình bây giờ nó đã khác. Chứ trước đây thì còn lâu, không có nước nào nó rất ít, những cái nước xã hội chủ nghĩa thì may ra mới có. Bây giờ thì chúng ta thấy rồi, cái hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng nó hoành tráng như vậy. Là một người dân Việt Nam thì không biết những ai thì tất nhiên khi mà yêu nước, yêu đảng, chế độ này thì ai cũng vậy, ai cũng tự hào, rất là tự hào về những cái điều đó. Nhưng mà sẵn thì ông chia sẻ luôn là không phải tự nhiên, mà đó là cả một cái quá trình dài. Đất nước ta đã hội nhập và đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại, cho cái tổ chức lớn nhất đó là Liên Hợp Quốc. Nếu chúng ta theo dõi, chúng ta đã thấy những cái chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam làm việc ở Nam Sudan, nó thấy thực hiện cái nghĩa vụ quốc tế đó, thực hiện cái nghĩa vụ của mình ở Nam Sudan, chúng ta thấy rồi. Cái người dân châu Phi họ rất là yêu mến những cái chiến sĩ bộ đội đó. Em xin tiếp tục cái câu chuyện của những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ở châu Phi. Thì cái đó là những cái hình ảnh mà rất là đẹp, không chỉ riêng về quân đội mà đó là cái hình ảnh của một quốc gia, một dân tộc. Vì thế cái hình ảnh của Việt Nam nó đã lan tỏa rất là nhiều trên thế giới rồi. Thì trở lại bên châu Phi á, thì có những cái tôi có coi mấy clip mà của những anh bạn như lao động hợp tác gì ở bên đó, người Nghệ An á. Thì đó là một cái cách ngoại giao nhân dân mà tôi nghĩ là nó vô cùng hay á. Họ đem cái văn hóa đám cưới của Việt Nam mình sang bên châu Phi, tổ chức cho người dân châu Phi một cái đám cưới rất là Việt Nam. Ở đó là cái vùng quê ở Nghệ An đó, nó làm y chang luôn. Những cái anh bạn trẻ đó họ đem cái văn hóa, cái phong tục của người Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là ở bên châu Phi. Thì đó là cái mà một trong rất là nhiều cái để thế giới người ta nhìn nhận Việt Nam là một đất nước như thế nào. Thì trở lại cái việc văn hóa, khi người cộng sản họ đem cái văn hóa của mình ra thế giới nhưng mà không bị hòa tan nha, trong khi cái người mà gọi là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa lúc nào cũng mở miệng ra thì khen ghê lắm. Nhưng mà các anh chị thấy không, qua Mỹ được mấy năm thì đẻ con ra cái tiếng mẹ đẻ còn không nói được. Cái văn hóa cốt lõi nhất là cái tiếng nói và chữ viết. Đẻ con ra bên đất Mỹ mấy năm là thua, không biết tiếng mẹ đẻ. Nói y như là thua mấy thằng Tây nói tiếng ta nữa. Thì tự hào cái gì? Để em so sánh, đúng không? Mình so sánh được là Việt Nam hiện tại và những cái kẻ chống cộng cực đoan mà tối ngày xuyên tạc đó, ở bên hải ngoại đó. Thì xem đi, cái con cái mình đẻ ra, chữ viết tiếng nói của mẹ đẻ mà mới đó mà cũng quên rồi. Thậm chí những cái người đó qua Mỹ vài năm thôi, về Việt Nam là bắt đầu nói bỏ dấu hết rồi, giống như là khác gì mấy thằng Tây mà tập nói chúng ta vậy, mà cứ mở miệng ra là yêu nước, là thế này thế nọ. Ôi trời ơi, nghe nó buồn cười. Cái văn hóa mới qua thôi đã mất, trong khi người người Hoa đó, cái người mà các vị hay chửi bới hay xuyên tạc đó, họ giữ gìn cái văn hóa của họ
Họ qua Việt Nam, nhưng cái người Hoa ở Chợ Lớn họ qua Việt Nam hơn 300 năm nay. Đi lên Chợ Lớn coi, văn hóa họ vẫn giữ, thậm chí tiếng nói chữ viết nhìn nó khác hẳn người Việt Nam. Trong khi các vị mới qua được vài năm, mười mấy hai chục năm là các vị quên mẹ tiếng mẹ đẻ rồi, các vị yêu nước cái gì hả? Các vị tối ngày các vị cứ sầu sầu, các vị chĩa mũi về Việt Nam, rồi các vị xuyên tạc đủ thứ trò bản thân các vị đó. Nhìn đi, rồi những cái người Hoa ở bên Mỹ cũng vậy, họ giữ cái văn hóa, họ nhìn là biết người Hoa. Còn người Việt này, bên hải ngoại thì nhìn thì khác màu da màu tóc thôi, chứ còn tiếng nói thì chắc là người ta nghe, người ta không biết Việt Nam luôn. Việt Nam cũng ăn mì gói anh, nhưng mà lâu lâu thèm ăn thôi, lâu lâu thèm mì gói ăn Có ăn mì gói chứ không ăn thì chứ cơm. Em cũng vậy còn nè, lâu lâu thèm mì gói chết là mua ăn. còn nước ngoài mà anh vô nhà ai là ít nhất phải là thùng mì gói, nếu mà ở nước ngoài còn mà dân mà ở bên Mỹ thì ít nhất phải là 2 thùng đó. Em nghe nói đó dạo này bên Mỹ cái thuốc mà táo bón bán chạy lắm anh, tại ăn mì gói nhiều quá. Thêm bổ sung theo cái chuyện học mà, thì như tụi em đây thì sinh sau giải phóng mà, cho nên cũng chẳng biết là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó dạy như thế nào. Nhưng mà có một cái em có thể biết, đó là cái kết quả của cái nền giáo dục đó, nó dạy, nó giáo dục ra những cái con người như thế nào. Nếu mà hay thì không có những cái con người giáo dục ra một cả mấy cái thế hệ bán nước hại dân như vậy. Còn bây giờ như anh Phú hồi nãy Thì nói, những cái người nghèo bây giờ họ có được đi học, có được vay anh, đi vay, nó có cái nhà nước có cái nguồn gọi là vay cho những học sinh sinh viên á, được vay hết để đóng tiền học phí rồi chứng trang trải những cái học tỏ đồng, là gì? Chứng tỏ được là bây vay giờ rồi cái rất nhiều cái chế độ đãi ngộ của khác nữa. tỏ là gì? Chứng tỏ là bây giờ trong 25 năm nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản lãnh đạo đi vào cái mô hình kinh tế thị trường, nó mang lại kết quả, nó mang lại cái sự vĩ mô trong cái vấn đề xã hội, phải không? Và phục vụ lại cho con người. Khi mà xã hội nó mang được cái nền kinh tế tốt đẹp thì tất nhiên nó mang lại cái quyền lợi cho cái người dân, phục vụ lại cái quyền lợi cho người dân, thấy không? Chứ bây giờ tôi nói, bây giờ tụi nó hỏi là 45 năm nay cộng sản làm được cái thứ nhất là gì? Xóa được cái nạn mù chữ này, xóa đói giảm nghèo này, giúp đỡ cho những cái người nghèo, những gia đình hộ neo đơn. Trước đây Việt Nam của họ có hoàn toàn không bao giờ có, không bao giờ có cái vấn đề đó hết. Đất nước độc lập Mà yên kể bình. cả bây mà tôi nói kể cả bây giờ nha, khi mà một người dân bị hoạn nạn rồi, khi mà kêu gọi cộng đồng cái trời, người ta giúp đỡ rất là nhiều, rất là nhiều. Ở tôi thấy tôi coi Đúng cái rồi. kênh của Khương Dừa, tôi coi Khương Dừa bé Sương mà nó bị thiếu máu gì, không có tiền gì, đi bán vé số gì, chỉ cần một Khương Dừa lên tiếng một cái là bây giờ trong cái tài khoản của con bé Sương đó là có 500 triệu rồi, 500 triệu đồng rồi. 500 triệu đồng. Đi. Anh thấy không? Làm gì ở Cali, làm gì có cái gì đó 500 triệu đồng, biết bao nhiêu Bây tiền không? giờ Đó. ở Việt Nam mình rất nhiều người hảo tâm anh, họ giúp đỡ nhiều lắm, họ Đó. đi làm từ thiện rất nhiều Tại sao họ hảo tâm nhiều là lắm. vì cái kinh tế họ có, cái đồng tiền họ có, họ mới Dạ. làm được. Chứ bây giờ anh nghèo như người dân trước năm 85 làm gì có cái chuyện đó. Nghèo như cái đám chống cộng bên Cali làm gì có chuyện đó. Một ông đại quý chết mà có 3.000 đồng mà để đi lấy cái hài cốt đem về mà coi như mà phải kêu gọi cả một cộng đồng mà chưa đủ mà. Anh thấy không? So sánh đi. Đúng không? Giờ thời buổi công nghệ rồi, đâu có giấu giếm được như ngày xưa. Ngày xưa bên đó thí dụ mà có đi ra làm cu ly hay làm gì, nhưng mà khi về Việt Nam vẫn gắn vô cái mác Việt kiều, nghe đó nghe ai cũng trầm trồ. Nhưng mà đó là cái chuyện hai mười mấy hai chục năm về trước thôi, còn bây giờ thì thấy cộng sản hết hồn. Những cái người mà có ảnh hưởng ở bên đó hầu như đã về Việt Nam hết rồi, từ chính trị nè, giống như là ông Nguyễn Cao Kỳ chẳng hạn, rồi những cái văn nghệ sĩ nè, rồi Rất là cả nhiều gì những võ sĩ tất nổi tiếng như Cung Lê chẳng hạn cũng về hết. Mà trước đó thì là tuyên bố ghê gớm lắm, còn cộng sản thì không, thề sẽ không về, nhiên nhưng mà rồi cũng, nhưng mà cộng sản đâu có chấp đâu, không ai về.
nói cái gì, hướng ta về đâu quê đâu hương, ông bà già xưa, sẵn sàng về ông bà già xưa ta chờ nói những đâu cái rồi, kẻ đắc khủng lên. bố. Nói đến Đà Đẵng rồi nói đến nước Mỹ thì cứ đến hẹn lại lên với anh. Cứ mỗi lần mà tới tranh cử cái là người ta gọi là chiến dịch tranh cử, nhưng mà theo em nghĩ này là giống như là chiến dịch bôi nhọ hai ông ứng cử viên bôi nhọ lẫn nhau. Có bao nhiêu xấu xa bị ổ đem ra hết, đem cho thiên hạ coi hết. Nhiều Không, nói tới mấy bác tấn công cái nhiều chuyện vui nhiều á, địa nhưng phương mà nó phản ánh thực tế Phú. Cái chuyện nó vui tại nhưng mà thực tế là có đó, tại vì chú Cầm là có một người bạn giống y vậy, hồi xưa sĩ quan Cộng hòa và con trai ở bên Mỹ là làm cảnh sát, mà anh ta thì rất thường xuyên về Việt Nam và anh ta nói rất tốt về Việt Nam đó. Thì có một cái clip trên YouTube đó là em có coi, thì anh ta nói hơi tốt về Việt Nam, thì ông cha này ông nói mày mày gì theo cộng sản hay gì đó đại khái, ngày xưa mà tao còn đương chức là tao cầm súng tao bắn mày rồi đó. Có nghĩa là cái ông cha này ông lớn tuổi rồi, ông không có biết xài điện thoại thông minh để ông vô YouTube hay là vô những cái trang thông tin để biết về cái tình hình đất nước. Ổng đi theo, ổng là thành viên của tổ chức Việt Tân mà, ổng là cứ tối ngày đi theo rồi tụi nó tuyên truyền nó nhồi sọ đó, cái mình gọi là cái câu nhồi sọ đó, là Đó một hướng là Việt các Nam bạn nào là nghe ta. nghèo đói, nào là ô nhiễm, nào là ung thư, nào là nói chung là cứ tuyên truyền một phía đó. Xong khi đó thì chú Cầm với con Giờ trai thuyết phục miết ổng mới về. Em có chia sẻ cái câu chuyện của cái người cha của cái anh cảnh sát đó, người mà cựu sĩ quan Việt Nam Cộng hòa đó, thì đó clip nó dài lắm, em có coi lâu rồi mà em nhớ khi mà ông quyết định về 40 mấy năm, từ khi sau giải phóng là ông qua Mỹ là 40 mấy năm, mà khi ông về về tới tới bắt đầu vô Sài Gòn, ông nhìn một cái là ông choáng ngợp, ông nói đây mới là Hòn Ngọc Viễn Đông. Ông nói đây mới là Hòn Ngọc Viễn Đông. Và cái ông về một cái là ông chơi 6 tháng hết hạn rồi, ông xin gia hạn tiếp ở Việt Nam để chơi, để biết cái đất nước, cái nơi đất tổ của mình, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nó phát triển, nó đẹp đẽ và nó thân thiện như thế nào. Thì ông mới về từng đó. Mà ông chống cộng ghê gớm lắm, 40 mấy năm trời. Mà khi chú Cầm với lại cái anh con trai tiếp tục về Việt Nam thì anh thay đổi. Và về Việt Nam là anh gọi điện sang cho cái đám mà suốt ngày xuyên tạc á, nói là Việt Nam xấu, ông chửi ông kêu tao nghỉ chơi với tụi bay là mấy cái thằng xạo đại khái là vậy đó. Đó để thấy một điều là rất nhiều Mình người. kể cái chuyện này mình nói rõ cho tất cả các bạn nghe đấy, cũng cái câu chuyện của Đào Phong, nhưng mình đã gặp Tasman Mai đấy, là anh tên anh ấy tên là Tasman Mai, hiện nay Mai anh làm ở FBI mà anh à, đã anh con trao đổi trai, với mình rồi. Đúng ạ, dạ tức là bố ông ấy đấy, cái nội dung bố của ông anh kể đó, đúng, hiện nay về đang ở cái vùng Thủ Đức. Và sau đó mình bảo mình đã có liên hệ với Tasman, bảo là nếu như thế Tasman cho mình cái địa chỉ ở đó, mình sẽ đến mình gặp trực tiếp bác ấy. Thì Tasman bảo thôi bây giờ anh, thực tế năm ngoái mình đã liên hệ với Tasman rồi, tức là Tasman bảo là bây giờ bố em là cũng là về trước kia cái thời gian mà khi mà ông chưa về Việt Nam ấy, thì ông chống cộng một cách kinh khủng, và trong đó Tasman thì kiểu ông cũng hiểu và hiểu Việt Nam. Tên Sư Mai là cũng là hay cái quá người mà đúng. Việt kiều ấy, cũng nói về tốt về Việt Nam mà rất là yêu đất nước Việt Nam, mà yêu cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhưng mà về ông già thì ông ấy sống một đoạn một cách ghê gớm lắm. Nhưng mà thôi, thế ở cả gia đình cái thuyết phục của tôi vậy, cha cứ về Việt Nam ra chơi hoặc ra thăm nọ kia, tất cả thứ ý, cộng sản không bao giờ bắt cha đâu, cứ định mãi thì ông ấy về. Về thì đến bây giờ nhá, ông ấy khi về Việt Nam Rồi. ở thì ông ấy thoải mái quá, thì ông ấy không chịu sang Mỹ nữa, mà ông lại thích cái chế độ hiện nay, mà mình liên hệ với Tesla để mà mình đến gặp bác ấy. Thế là Tesla bảo thôi được rồi, để một cái dịp nào đó chờ một thời gian nữa thì em sẽ cho địa chỉ để anh đến anh gặp bố em. Ở hiện nay ông vẫn đang ở Thủ Đức mà lâu lắm thì cũng cũng liên hệ với Tesla đó. Đấy là cái câu chuyện rất là Đúng rồi, câu chuyện chia là sẻ nó rất là thực tế và nó rất là